Xin chào các bạn đã trở lại với chuyên mục Camera Tinh Tế. Hôm nay là một cái sự kiện rất đặc biệt, đó là lần đầu tiên tôi phải băng bó cái tay bị rạn xương này, và cũng là lần đầu tiên tôi có chiếc ống 500mm f4 Nikkor để làm trên tay cho các bạn xem. Đây là một chiếc ống tuyệt vời, rất là đẹp, rất là nặng, mà nếu như mà không bị què tay thì tôi cũng không thể nào cầm nó được trên tay trong vòng 10-10 phút. Vì thế cho nên tôi đã nhờ bạn Văn Quốc Minh Đăng sẽ giúp tôi đập hộp chiếc ống này cho các bạn xem. Rồi, rất là nhẹ nhàng, từ tốn. Một cái vỏ hộp rất là đẹp, cài khóa đàng hoàng. Rồi, rồi, xin mời lấy ra thật lẹ tay. Cầm chắc tay nha. Các bạn có biết là với một cái giá gần 9.000 đô, có nghĩa là các bạn có thể mua được, gần như là mua được một chiếc xe hơi với chiếc ống kính này, thì các bạn sẽ thấy cái giá trị của nó như thế nào. Rồi, từ từ hãy mở ra nha. Sao cậu ngửi trước tôi? Cái này là tôi độc quyền ngửi mà. Một chiếc ống mới rất là thơm tho, và bây giờ tôi sẽ đặt chiếc ống với trọng lượng gần 4 kg này lên chân máy và sẽ cho các bạn xem chi tiết những cái thông tin trên chiếc ống kính này. Các bạn thấy đây, chiếc 500mm f4 mà lắp vào chiếc D810 quả là một cái cặp bài trùng để chúng ta chụp thể thao cũng như là thiên nhiên hoang dã, với một cái chất lượng hình và độ phân giải cao nhất. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn coi xem các cái thông số chi tiết của chiếc ống kính này. Thứ nhất, chúng ta có thể thấy cái cửa sổ để nhìn vào cái khoảng cách, chúng ta có thể nhìn thấy cái khoảng cách focus của chiếc ống này. Tiếp theo, chúng ta thấy có một cái nút tắt mở chống rung. Ở đây thiết kế hơi đặc biệt một chút, chúng ta phải xoay, và đặc biệt là họ không có chỉ dẫn ngay ở đây mà chúng ta phải coi ở tận trên này mới biết được cái VR on off nó nằm ở đây. Tôi thấy nó hơi khó nhìn một chút. Tuy nhiên thì các bạn, đầu tiên chúng ta thấy là chúng ta có thể tắt mở được on off chống rung, và nhớ là khi chúng ta di chuyển thì nên để ở cái chế độ off để cái thấu kính nó không bị lắc lư trong khi di chuyển. Nhân tiện nói về việc chống rung thì chiếc ống kính này có hai chế độ. Chế độ thứ nhất là cái chế độ bình thường, chế độ thứ hai là chế độ on tripod, tức là trên, cho dù chúng ta đặt lên trên chân máy thì máy ống kính vẫn cần một cái độ chống rung nho nhỏ, bởi vì cái tiêu cự càng dài thì nó càng phóng đại cái độ rung động. Như vậy chúng ta thấy có normal là bình thường và chế độ tripod. Tiếp tục ở trên cho phép chúng ta chụp ở cái chế độ tự động lấy nét và lấy nét bằng tay. Ở đây có cái chế độ AM, tức là nó phức tạp hơn các ống khác. Nó cho phép hoàn toàn là tự động, hay là tự động nhưng vẫn chỉnh tay được, hay là chỉnh tay hoàn toàn. Ở đây nó cho người dùng một cái độ linh động rất là cao. Tiếp tục nút tiếp theo, đó là cái nút khóa khu vực lấy nét. Chúng ta biết rằng là chiếc ống này có cái độ lấy nét gần nhất vào quãng khoảng 4-5 mét. Tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta chỉ chụp ở những khoảng cách rất xa, chúng ta không muốn cái ống bị ở cái chế độ gọi là focus hunting, tức là nó tìm khoảng nét, thì có thể để cái khoảng nét là từ 8 mét đến vô cực. Như vậy thì có thể tiết kiệm được cái khoảng chạy lấy nét, làm cho việc lấy nét trở nên nhanh hơn. Tiếp tục một cái nút nữa ở đây cũng liên quan đến cái khả năng lấy nét, đó là cái chế độ có thể AFL, có thể là khóa nét hay là AF on. Ở đấy rất là tiện lợi nếu như bạn nào sử dụng những cái máy, thân máy chuyên nghiệp như là D4, như là D800, chúng ta thấy có nút AF on rất là tiện lợi khi mà chúng ta bám đuổi lấy nét. Ở cái chế độ memory recall này cho phép chúng ta chỉ bằng một nút bấm ở bên thân máy bên này, chỉ bằng một nút bấm có thể nhớ lại cái vị trí lấy nét. Giả sử như chúng ta đang vừa chụp chim đang bay, vừa chụp con chim
ở cái tổ của nó, và chúng ta muốn là nó về cái điểm nhớ lấy nét ở tại tổ thì chúng ta chỉ bấm vào đó là máy đột tự động nhảy vào cái vị trí lấy nét đã được định sẵn. Điều này làm cho làm giảm cái chuyện là chạy đi tìm khoảng nét và làm cho khả năng thành công khi chúng ta bấm chụp nhiều hơn. Và một cái nút cuối cùng ở đây trong cái dãy này đó là tắt mở âm thanh. Nếu chúng ta không muốn cái âm thanh lấy nét nó làm cho những cái động vật hoang dã cảm thấy là lo lắng, sợ hãi hay là làm chúng nó giật mình, thì chúng ta có thể tắt được cái âm thanh lấy nét. Chúng ta biết rằng là với những cái chiếc ống siêu tele này thì cái miệng ống, cái thấu kính đằng trước nó quá lớn, và khi nó lớn như vậy thì không thể nào chúng ta lắp filter đằng đầu ống theo kiểu thông thường được, mà các cái filter được trình bày dưới dạng là gắn vào trong cái gần cuối ống. Chúng ta thấy có những cái filter như thế này với đường kính là 52mm để chúng ta gắn vào trong cái vị trí này. Một chiếc siêu zoom tương đương với 1200mm có mấy trăm đô thôi, mà vậy tại sao chúng ta phải mua một chiếc ống 500mm mà tới gần 9000? Đó là bởi vì chất lượng hình ảnh của nó vượt trội cùng với chiếc thân máy DSLR. Như tôi có trao đổi với các bạn đó là sẽ có rất là nhiều lựa chọn cho cái chiếc thân cho chiếc super tele này tùy vào các cái nhu cầu của chúng ta. Ví dụ như nhu cầu chúng ta là chụp thể thao hay là thiên nhiên hoang dã, nhưng mà thiên nhiên hoang dã đây là động vật lớn, hay là chụp những con chim rất là nhỏ. Vì thế cho nên chúng ta sẽ phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng nếu như muốn có nhu cầu mua những chiếc super tele này, exotic lens này, như là nhu cầu 800 hay là 600 hay là 400 hay là 500 như chiếc ống này, cộng với chúng ta còn có một vài cái lựa chọn là mua những cái chiếc teleconverter, tức là những cái chiếc mà tăng xa như là 1.4, 1.7 hay là 2 chấm. Tất cả những cái đó phụ thuộc vào nhu cầu của chúng ta, là nhu cầu cơ bản là gì. Nhu cầu cơ bản là chụp gần tăng xa, hay là nhu cầu cơ bản là chụp những cái con động vật nho nhỏ từ xa. Chiếc ống kính 500mm này có một vài cái lựa chọn về phụ tùng, như là chiếc hút, như là những cái chiếc insert filter này, mà nếu chúng ta muốn mua chiếc polarizer thì nó sẽ làm cho bạn tốn thêm cỡ khoảng 400 đô nữa. Tuy nhiên thì với một cái hệ thống mà máy cũng như là ống như thế này thì nó làm cho cái trải nghiệm của chúng ta chụp trong thể thao cũng như là chụp thiên nhiên hoang dã thật là tuyệt vời. Cũng có một cái giải pháp nữa, nếu như chúng ta không có đủ tiền thì vẫn có thể thuê, nếu như một năm dùng một hai lần mướn, nhưng mà sở hữu nó mang lại một sự hãnh diện cho những người sử dụng thân máy Nikon. Tôi hy vọng trong một cái thời gian không xa tôi có thể được cầm chiếc ống như vậy đi như là Nam Cát Tiên hay là đi Phong Nha Kẻ Bàng hay tất cả những nơi nào khác để có thể săn được những tấm ảnh tuyệt vời nhất. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới.